Good day, all guys. Welcome back to my channel. This is the channel of General English Learning TK. Bạn xuất sắc nhất học ní, vừa từ lòng xa chỉ mấy chúng mình chuyện này là bọc nhóm này mình chúng ta General English Learning TK. Ok. Copy video muốn khi dân mang sắc xa tệ tên từ những definition of your voice hay những active voice, passive voice. Ok. Chân đây không thằng ngày ní cứ dân sức xa mình to tí tháo thì tên nâng tùm rộng active hay nâng passive. Ok. Part A. Simple passive voice. 12 tenses. Này A. So xung lên là bác cảm thò mà đà. Này khu nông ca chẳng lọc bì. Ok. Chắc nâng khu nông thằng ngày ní cứ dân sức xa tài mùi ca chế. Cứ thật nâng khu nông simple present tense. Bạn chẳng bọn là ca thò mặt đà. Ok. Nếu có nông simple present tense cứ dương bày chạy 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 phí cứ tùm rộng active hay nâng passive. Ok. Ở đây dương gửi lại mực mơ tùm rộng active thông ọc nìa. Nhưng nếu có nông ní cứ dương đặt thá subject plus FV present plus object. Ok. Passive subject plus to be is am are plus PP plus by SO. Ok, lấy dừng bật bờ khẳng cao bình note FV. Ok. Equal finite verb. Ok, bình chạy anh tích để tên finite verb. Dùng này được bảo viết cứ finite verb is a form of verb that agreement with subject and is marked for a turn in a sentence. Ok, that turn finite verb cứ chi tùm nông để kể giả sắp muối đại miên ca vô sọc bì bật thiên hai tự lập bán kê xin qua được nông ca. Ok, được nông bật dụng mùi. Ok, SO. Ok, chân SO nâng viên bình đây mà xăm bọn đúng nè S sạp chì bật thiên PP part participle. Part participle nó cứ kể giả sắc trong tìm bày ôi tổ hồ tha dừng dây verb 1, verb 2, verb 3. Ok, chẳng hạn nắng cho nông verb, verb 3. Ok, kể giả sắc trong tìm bày tọc ảnh lấy đi dừng mừng bơ tùm đồng ếch thiêu đồng tiện. Ok, subject plus FV present finite verb present. Chân verb nó cứ thật được nông ca present và chấp bọn ca và chấp bọn ca thông đá nó cứ verb ra nông và chấp bọn ca thông đá bộ chung bùi cặp nâng cầm bọt. Ok, object. Chân bây dân kết từ lời ca pra bỏ simple present cứ gây pra dạng bếch nét ngọt ní. Simple present cứ kê pra xâm rạp ca bất hoặc nâng tâm loạp rõ bọc dương của chàng thằng ấy. Repeated action, habit, fact. Ok, chẳng những pra tâm rộng subject plus FV plus object. Ok, đưa cả cơ kê ai dạy bàn thà subject plus verb plus object. Ok, verb 1. Ok, FV nâng verb 1 để tên passive. Ok, lấy những mơ ngọt ní. Subject plus to be is am are plus participle plus by SO. Chân nhân chứng nói lời cái này ní cứ subject đáy bần tay dừng dợ bì object ní cho mập ra. Bần này thà object ní cầm bót cứ dừng dợ mập ra thôi chia subject nơi cái này đi. Hãy dừng pra tùm rộng to be, bố chung mùi to be, is am are. Ok, is am are. Chẳng to be cứ miền is am are nữa hả? Bố chung mùi nâng part participle cứ kể giả sắp tung tiết bấy. Bố chung mùi nâng by SO. Chẳng cái lệnh vùng của chỗ này mình này tha dừng ai pra gọi bát, mình pra gọi bát này. Bà sân chỉ dừng trong lệ ổng bì mình đủ mình ảnh lúc cứ dừng mình bạch pra tê dừng pra tê tùm rộng subject plus to be is am are plus
past participle tại phần này cứ rút chỉ cả sai ok ok ở đây chúng mình mở từ khóa trong học đi for examples từ khóa active Mr. Sip teaches the class every day. Lục Sip bổng riêng đợi ai thân ác chỉ điên rõ thế này. Ok. Anh đi khi chỉ tùm rộng ai thiêu hóa nhé thông ọc đi. Anh đi bổng bơ phá xíu. Ok. Nhưng cổ lệnh bổng bơ tùm rộng ai thiêu nó khẳng lừa. Phòng bỏ viên nó khẳng lừa đi. Nhưng bơ tùm ọc đi em bơ. Ta vì miền đẹp ảnh ạ đôi khi nhé. Đôi mà đại khá là ok. Mr. Sip. Chân Mr. Sip nó đã tu chia subject, ok. Teaches. Teaches nâng verb, ok. Verb 1, ok. Verb 1. We go verb back form. The class, object, ok. Every day, adverb of time. Chân nâng pê đại viên bắt đầu thì chia tùm lùng passive. Ta viên mình đặc nạ đôi mà đấy, ok. Passive. The class is taught by Mr. Sip every day. Nâng. Trở ban bằng riêng đòi lục xíu chỉ riêng rõ tháng ngày. Ok. À lời dân một mơ tùm rung passive nó khẳng lờ. Subject plus to be is MR plus participle plus by SO. Ok. Sam quán. Chân subject cái này này cứ dập một bị cầm bọt. Cầm bọt the class. Dập bật đạn được hàng một bình. Ok. Dân mơ ngọt đi tới dập bật đạn được hàng một the class. Is taught, okay, is taught. Ở đời xa, the class cứ viết chia singular subject. Chân kê trở pra cho mùi is, okay, is pra cho mùi singular subject. Taught, okay. Nhưng mà kê lìa sắp teaches, okay. Được bê đời viết bắt đầu từ chia verb tung tí bay, part participle, cứ viết chân chia tùm lục, chân chia kê lìa sắp taught by Mr. Sip, okay. Chúng dân dơ dân pra bị bài nơi khẳng cỏi mất hơi miền sắp chi Mr. Sip nơi khẳng cỏi everyday, ok. Chân cả này nó cứ dân ảnh đô tư chia tùm rụng passive ban tại mặt đồ. Đấy, đại miền tùm rụng active nơi khẳng lừa rụng chi sạch hỏi. Tỏ lại dân mượn thuộc thì be active. Hop opens the doors everyday. Hop bao thuyền chỉ trán chỉ riêng loạt tháng ngày, ok. Lấy mơ passive and ground wing. The doors are opened by hop every day. Passive. Thuyền chỉ trán trở bàn bao đào hop chỉ riêng loạt tháng ngày, ok. Chân tiện tâm nâng cao pra là bỏ vì lời khi nhung vô cái lại niềm tin tâm đó. Hope opens the doors every day. Ok. Hope bao thuyết chỉ riêng rồi ngày mình đây tha cái lại nắng cứ hope cứ chỉ nhẹ first cầm tiếp từ lứa cầm một bọt bảo biết cứ doors trong này là hope first cầm tiếp từ lứa thọ chắc là những cái hai viết thả chia từ rung active phần tay không cả này passive này cứ the doors cứ bia mặt đà tua chia sắp chích mình mà đồ. Ok. The doors are open by hope every day. Chẳng bên đây tha cái lệnh tùm rộng passive này cứ cảm một bót chỉ nhẹ thương bơ từ lơ bởi thiên vệnh vận tay. Trong cái lệnh này cứ dừng chung ngon chẳng vận tay không cả lệnh này nâng cứ cảm một bót cứ chỉ nhẹ rơ ổng bơ bì bởi thiên tê. Ok. Phần tay kê dược viên mặt đạn được thẳng mốc nơi bảo thích nơi bảo dụng đi nông tùm rộng passive. Ok. Chân cho hỏi tệ tên simple present tense chỉ mươi nâng active hay nâng passive. Ok. Chân xin khâm thần nhạc thông học này nâng vô lòng bì các bình dụ đọc bọc nhóm nơi thông nông thằng ngành đi tệ tên nâng tùm rộng active passive nông simple present tense. Ok, chỉ trong cái